ban giám khảo và toàn thể liên hoan cùng theo dõi vở chèo Số Nhỏ, tác giả Nguyễn Sĩ Sang, đạo diễn Quốc Khanh, các vai diễn Tiến Quang trong vai Tên Trộm, Văn Trưởng trong vai Trưởng Thôn, Phạm Hoàng Anh trong vai Dân Phòng, Thủy Dương trong vai Chủ Nhà. Sau đây phần dự thi của quận Tây Hồ xin phép được bắt đầu. Lúc
chủ nhà ngủ hay là lúc vắng mặt là em mò tự bước nhẹ nhàng không tắt gối đụng mắt chào tường có một mảnh đất thật to ấy cũng là bởi cuộc sống chẳng đủ no chứ em cũng biết cái nghề này là không có nước. Em đây cũng chẳng phải loại đuôi què mẻ sứt mà chọn cái nghề này đích thì giảm khôn người ta làm thì mệt xác với con chôn còn em cứ khoác xong là em hưởng thế là các anh bảo ai ác mà các anh ác thì có ai ác thế các anh không nghe người ta vẫn nói thế này à thế nào người ta nói như thế này này. Ah!
không nè? Thế nhưng mà bác sĩ là ai đấy? Xin trân trọng giới thiệu với cậu, tổ trưởng dân phố đích thị là tôi. Bác là bác tổ trưởng dân phố ạ? Bác đợi em một tí mất chứ. Này, cậu định đi đâu đấy ạ? Em đi mua phiếu bắt bao thuốc lá thôi. Này, cậu nghĩ tôi như thế à? Đừng biến ý tôi thành nghề. Anh tham quan đến đây gọi dân, đừng biến ý tôi thành cái đồ lưu ý manh mà tôi thấy cậu. Anh chớ xem thường người, anh cho biết tôi thương. Thế cậu đã biết tôi là ai chưa? Dạ, bác là ai thì là việc của bác, chứ chẳng phải việc em ý. Không như tôi, đến vợ chồng hàng xóm bên đấy cứ chồng khoái thì là vợ phê là tôi biết hết. Trời khiếp, bác là ái ngại đấy. Ngại là đúng rồi, mà cậu không biết tôi, nhưng mà tôi lại biết rất rõ về cậu đấy. Bác nói bác biết rõ về em à? Thế em là ai đấy hả bác? Cậu là... Đợi tôi ra sổ. À đây rồi, cậu là Đỗ Đức Hợp, vợ là Đỗ Thị Lý, con là Đỗ Đức Hóa, gia đình Hợp Lý Hóa. Bác bảo em là Đỗ Đức Hợp à? Hay cái cậu này, thế đến tên mình mà cậu cũng còn không nhớ à? Thế được rồi, lại đây nghe tôi triển khai công việc đây. Thế công việc gì đó hả bác? Bác triển khai luôn đi bác. Thì việc gì thì cũng phải để tôi suy nghĩ đã chứ. À, mà hai hôm trước họp tổ dân phố bàn về việc tiêm phòng mèo hoang và chó dại mà tôi không thấy cậu có mặt. Thế nhớ đâu cậu ra được, nó cắn chó dại thì cậu biết để ai? Dạ, em biết rồi ạ. Thế xong chưa hả bác? Xong là xong thế nào? Tôi đã vào việc chính đâu mà xong. Thế bác làm việc chính luôn đi chứ, em đồng hồ quá bác ạ. Công tòi của em này,
Thế suất của cậu có đóng hay không? Em làm gì có tiền mà đóng? Em không đóng đâu. Cậu không đóng chứ gì? Vâng, em không đóng thì bác làm được gì em nào? Tôi chẳng làm gì cậu cả. Tôi gọi mấy chú bảo vệ lôi cậu lên phường. Lên phường à? Dạ, lên phường thì em xin đóng. Đấy, cái có phải nhanh không? Thế nhưng mà em phải đóng bao nhiêu đấy hả bác? Ờ, thì tùy tâm. Dạ, tùy tâm mà. Tùy tâm thì em xin đóng 10.000. Cái gì? 10.000? Này này, cậu có thiếu tiền ấy, thì nói ngay với tôi cho bạn vay hẳn 50.000. Chứ 10.000. À, thế em phải đóng bao nhiêu đấy hả bác? Thì đã bảo là tùy tâm. À, bác nói thật là vô lý. Em đóng 10.000 thì bác không nhận. Hỏi thì bác lại bảo là tùy tâm. Này này này, tùy tâm chứ không phải là đãi môi nhé. Cậu đóng 10.000 thì để xấu hổ cái mặt tôi à? Thế em phải đóng bao nhiêu bác nói cụ thể cho em biết à? 50.000. Cái gì? 50.000? 50.000 mà không phải là tùy tâm mà. Này, tôi đóng nhanh nhanh lên, 50.000 là còn ít. Tôi còn phải đi vận động nhiều hộ khác. Dạ, thì em xin đóng. Mà này, thu của cậu 50.000 là tôi cũng phải đi vận động phát hết cả cổ họng. Mà tôi cũng chỉ bỏ túi được 30 tới đây. Cái gì? Cái gì? Bác, thu của em 50.000 mà bác sơi 3.000 mà bác bảo là ít à? Này này, thế là còn ít đấy. Tôi phải đi vận động tích cực các hộ trong làng trên phương châm từ nguyện mà tôi đã ghi rõ trong sổ. Nhà cậu đã nộp đủ 20.000. Cái gì? Bác đứng nhìn cho tôi nhỏ tí. Ôi trời ơi. Này. Cậu làm cái gì đấy hả? Máu. Đây là máu đó. Con muối nó đốt mất. Đây là máu chứ nhỉ? Máu nào? Vớ vẩn. À mà này, đang có dịch sốt xuất huyết đấy. Cậu về nhà đi ngủ nhớ mắt mà cẩn thận. Không muỗi nó cắn cho thì lại bị truyền bệnh sang đấy. Dạ, vâng, em cảm ơn bác. Thế xong việc chữa bác. Này. Sao cậu cứ vội vàng vàng như thằng ăn trộm thế à? Dạ. À, này. Từ nãy đến giờ bác bảo em là ăn trộm bị nhiều rồi đấy nhé. Ờ thì đấy là tôi ví dụ thế. Chứ tôi biết cậu là chủ nhà. Thế bác dựa vào đâu mà bác bảo em là chủ nhà? Ờ thì cậu đang đứng giữa nhà mà cậu lại đóng tiền cho đội HK thì cậu là chủ nhà. Mà có thằng trộm nào lại đi đóng tiền cho đội văn nghệ bao giờ? Em đang đứng giữa nhà mà em lại đóng tiền cho đội HK thì em là chủ nhà thì còn gì nữa. Thôi, chớ có lôi thôi. Tôi còn bận rất là nhiều công việc. À mà này, Tết nhất đến nơi rồi. Ở nhà nhớ đóng cửa cẩn thận. Không trộm nó vào nhà thì nó vơ hết của cải đi đấy. Dạ, thế nhà em đội ơn bác ạ. Thế mời bác lại nhà. Trời ơi, em vô đúng cái nhà xin xóa nói giảm nghèo. Thế còn mất môi mấy chục tiền văn nghe em bắt được. Thế phen này em phải chuồn luôn. Chứ ở đây thêm một lúc chắc em chết mất. Cậu là đốt thợ, không? Thật ra em là đốt thợ, các bác ạ.
rất chi là vô trách nhiệm, biết tên mình cũng không nhớ ra. Rõ ràng tôi quan sát từ xa, nhà này nó có biểu hiện bất trộm. Trộm tắt gì đâu mà bác. Mà thôi em đang vội, bác cho em đi nhờ. Đứng lại đi đâu. Nhà này có trộm hay không tôi biết. Còn nếu không, cớ sao anh lại đi giận thế?
thì chẳng nhẽ anh làm khung công cho chú à? Có 30.000 để lãi, rồi chú cứ ký ở đây, nhanh nhanh lên thử cái việc. Rồi, cảm ơn chú. Thôi, Tết nhất tới nơi rồi, chú ở nhà, chúc nhà được cẩn thận nhá. Anh đi đây. Ôi giời ơi, cái số nó còn nhỏ hơn cả số con Tuất. Đang vừa mất bố mấy chục tiền văn nghệ, giờ lại thêm cả cái đống khóa này, loanh quanh mất bố nó chăn rưỡi chứ biết cái gì. Ôi giời ơi,
của nhà em tờ đơn. Trời ơi. Đơn có phải là này không? Thank you.
mà lo cho các cháu. Tết nhất đến nơi rồi còn mua cho các cháu nó con gà nữa chứ. Cán bộ mà ai cũng tốt như anh thì có phải dân chúng em đã đỡ khổ biết mấy. Chị ơi, thực ra thì tôi không phải là thực ra thì hôm nay em rất là cảm ơn anh. Em biết anh không phải là người xấu. Người xấu làm sao được, cho dù tôi có là một thằng ăn trộm. Chị biết tôi là thằng ăn trộm. Dạ vâng, không những em biết mà bác dân phòng và bác tổ trưởng dân phố cũng biết ạ. Chị nói bọn họ không biết tôi là thằng ăn trộm à? Dạ vâng. Thế sao họ lại không bắt tôi? Thực tình thì việc anh làm họ biết hết cả rồi, nhưng vì muốn khai tâm cho anh hiểu chuyện, thế mới biết tính nhân trong anh còn chưa hết. Cố gắng làm ăn trí thú thật thà thì lương tâm mới được bình yên thanh thản. Thật vậy sao? Đúng đó cậu ạ. Dạ, em chào hai bác ạ. Làm tốt lắm cậu. Đây, tiền của cậu đây. Tôi không lấy tiền khóa của cậu đâu. Rồi cậu hãy ở nhà tôi vài hôm, mai ngày kia tôi đi tìm việc làm cho cậu. Dạ, em hội ơn bác ạ. Đây, tiền của cậu đây. Cậu hãy nhớ, cùng làm người, chớ làm chuyện xấu với nhau. Dạ. Em cũng xin gửi lại anh số tiền nhân đức. Mong anh sớm trở lại làm người, rồi mai này cây lại nảy lộc đâm chồi, mầm sống mới quay về nẻo thiện. Xin cảm ơn, xin cảm ơn mọi người đã cho anh cơ hội. Số tiền này em xin được chưa mong ủng hộ.